birthday boy, Rudiger. Passage of the season, Marcus Alonso. A lot of side spin on it, takes it away from the goal in the end. Ở trong hiệp một trận đấu này thì đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn, và họ vẫn ra sân trong bộ trang phục quen thuộc của mình. Trước khi trận đấu mà chúng ta đang chứng kiến diễn ra thì ở trên sân đã có một biểu ngữ respect, đó là sự tôn trọng. Một thông điệp rất ý nghĩa giữa cao thủ, những người đã rất hiểu nhau. Tuy nhiên các trận đấu chưa bao giờ là không máu lửa. Kyle Walker. Kyle Walker. David Silva. Kyle Walker. And this is Mahrez. Kyle Walker. Belaga again makes the save, and the follow-up from Williams is way off target. Rudiger gets too tight as well. That's enough on the next chance. Pushes it out into a dangerous area. Quốc ca sẽ vang lên trong trận đấu cuối cùng. Ngước mắt lên lá cờ, tiếp thêm những giấc mơ. Bao nhiêu
probably would have got his fingertips to it. Quả thi đấu trên sân khách sẽ rất khó khăn cho cao thủ, có thể gây nên bất ngờ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được theo dõi cuộc đấu sức giữa hai nhà cầm quân. Có thể nói là những nhà cầm quân số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại. Đây đều là những huấn luyện viên đã từng lên đỉnh ở châu Âu. Một pha treo bóng vào trong. No, it's Hampshire. At some point to come to Pedro.